Donna E. Almost. Vâng, như vậy con đến hát cũng đã có trong thử sĩ bằng rồi. Và chờ đợi xem trận đấu này liệu rằng có thực hiện một cái lối pháp ôm bom bằng cảm tử hay không. Một bài đấu quân đánh giá với lý thuyết là tịt dành cho cái thủ xi măng với bài đấu mà cầm cho Son đối đầu với Egypt 25-28. Holmes, Hilary, Alamaz, Alamaz, Donna E, Hilary, Alamaz, Donna E, Donna E, Holmes. Rồi BL đây. Tạm thời thì bên kia vẫn chưa có dấu hiệu nhảy đời cho xe club. Và đem bài đấu mà đóng BL cao cho xi măng rồi, kích đời trong 10, đó chính là 10, 39, 38 như này. Đang làm tròn cũng như là 14x. Những tần chênh lệch nhau sẽ không nhiều, về 1 giây thôi, 1 giây trong game. Con giò công giáp. Một bài đấu đánh chém tuổi phù. Và một cái nhà BA dành cho cái thủ xi măng đứng thế công vào bãi vàng của một cái thủ người cầm mùa 1. Có làm cái giáp luôn cho tuần tê không anh? Rồi con chém đầu tiên. Rồi như vậy chúng ta sẽ làm thêm cho mình một cái giáp cho con tê. Cũng đã phát hiện ra hai đạo dân đang đứng chơi rồi. Hai con dân đang đứng ngồi gây dây của cái thủ người cầm mùa 1 xanh club. Một cái thế đấu bắt đào vàng từ đầu thì thời điểm này thì game thủ xanh club cũng sẽ có nhiều vàng để có thể thủ phù. Ta sẽ cố gắng công thời điểm trước khi đội bạn lên bánh xe. Lạc đà đầu tiên đã co. Còn lạc đà nở ra rất nhanh. Một phù. Nếu mình lấy con lạc đà, lấy được con lạc đà này và cộng với những con tê mình cộng bãi vàng thì cảm giác thế đánh khá thơm. Còn góc trên đó chính là bãi vàng của game thủ người cầm, đó sẽ là game nhà P, game thủ người cầm Egypt. Bánh xe. Vâng, có thí luôn con chèm yếu máu không anh? Bánh xe đã co. Nào xịt. Biết. Được câu đây. Và con phù cho Son đang tương đối cầm. Khoái nhờ.